Ok, và bây giờ chúng ta sẽ tổng kho bắt 64 em ơi. Tổng kho 64 cho giao dịch cho anh Tùng, mình bán được bán em ơi. Anh em nào muốn mua món đồ nào trên live thì cứ inbox cho Khải, rồi Khải sẽ liên hệ cũng như là ra giá cho anh em mua nha. Đó. Đó, này là 140 nè. Dòng 2 thông pháp 16. Này kha may mắn xấu đâu Khải. Một tay, một cái vũ khí này không binh, món này đó là chuẩn ba. Rồi. Rồi, giao dịch anh Tùng ơi, anh Tùng ơi. Đây. Số đồ này trên live anh em nào mua cứ liên hệ Khải nha anh em. Rồi được món nào có giá thì ra giá anh em mua thôi. Một nhẫn dòng 1 này. Đang cần khá là ngon. Nhẫn này bèo lắm, phải hơn nem kim. Đó. Hỏi nhẫn thứ 2 dòng 1 này, đó, đang cần luôn. Sinh lực 115, nhẫn này bèo lắm, hơn nem kim đó, được giá lắm, được 10 kim, 8 9 kim rồi đó. Đó. Hai món này đẹp, đang cần. Ở nhẫn này là trọng dòng 2 thì cái này thực sự sinh lực lực đẹp này. Anh em nào ngỡ ý muốn mua nhẫn này thì ngon anh em. Những này bèo lắm cũng được 4 kim anh em, 3 đến 4 kim. Ngon. Hôm nay mấy đồ này nó nhiều nhưng mà thực sự tìm những món sinh lực lực thì rất là hiếm. Rồi, những này thì thông pháp 16. Ôi, ông đường môn nào mà đi cái ngọc bội mọc hoặc là bao tay mọc thì cái nhẫn thông pháp 16 này làm 140, nỗ lực 156 này thực sự rất rất là giá trị luôn đó. Bằng ba cũng tại kênh và có nỗ lực cho đường môn khá là cao luôn. Những này quá đẹp anh em ơi. Những này đâu nói đi ha, món mọc quá đẹp. Những này bèo lắm phải hơn 5 kim. Ngọc bội này, ui, sinh lực cao luôn, thông pháp 16, sinh lực 125, dòng 2 cũng được 3-4 kim. Một cái ngọc bội này kim, ngọc bội kim, sức mạnh không có gì hết. Rồi, ok. Được những món bán có tiền nhanh tông, còn lại món kia cho anh em trong bàn, ai lấy thì lấy. Rồi, tiếp tục quốc lý mặt sòn nha. Đó, ở bát 64 này thì được một món đồ như vậy nha em ơi. Đánh khoảng tầm chiếc một rương, tầm một rương. Rồi, ok. Rồi, ok anh Tùng ơi. Rồi, ok này, anh Tùng rồi, na rồi, lên thả bot lý một sào quốc anh ơi. Ok anh em ơi, và anh em chốt cái tổng kho đồ 64 này đừng quên để lại cho một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Nhẫn này thì giao dịch qua cho con Thúy Yên. Nhẫn này thì nếu anh em nào mua thì liên hệ luôn, mày bán xấu nha nè. Đó, vừa được cái nhẫn luôn nha. Đó, được khá đứng quốc con Thúy Yên. À quên, anh Tùng Tùng giao dịch, alo alo. Giao dịch bí, đại bí tịch thiên quân bang nữa. Còn một cuốn đại với tập thiên bang nữa em ơi. Khải giao dịch cho nó cái 100 xu đi, đổi cái nhẫn đưa cho anh trong cái bánh xấu luôn. Đưa qua bên ảnh mày bánh xấu được Thiếu Lâm mới cầm. Rồi, mình vẫn xấu được cho con nghe mì thứ yên cả. Rồi, ok. Quá đẹp luôn. Anh Nai cho tao rồi, Nai cho tao còn đó không? Còn. Rồi, ok, ok, em gửi đi. Tết em ơi, hãy đổi cái nhẫn cho anh em xem lại. Xong cái con này nó hết hạn, có hạn luôn. Rồi, đã thấy giao dịch này mà. Nhẫn may mắn năm này hôm trước Khải mua là hơn 30 kim, nhớ không lầm là 32 hoặc 34 rồi đó. Khải giao dịch hơn một rương kim với thêm vài rương kim lẻ, vài kim lẻ nữa. Thì cái nhẫn đó hôm trước Khải mua là 2 triệu hơn. Hôm nay chắc là rẻ rồi. Rồi đây. Một cuốn đại mật tịch 5 điểm tiềm năng thiên bang. À, cuốn này giống tương đối cùng một cuốn tại thị kinh anh em ạ. Một cuốn tại thị kinh. Đó. Chung lần này có thể là về bờ. Bán cuốn này thì có thể nó bù được hai con bốt đại. Nhẫn mảnh 5 đổ qua cho anh Tùng, đỡ Thúy Yên xài mấy bán 6, càng cao càng tốt. Rồi, giờ thì bán chắc cũng được hơn 1 triệu là hợp lý rồi nè. 15 hơn kim. Đang Thúy Yên sẽ đổ nè, thay vô nhẫn mấy bán 6 nè. Đó, tăng trang thêm xếp mấy bán 6, lên được 67. 66 này 12 này, cái bữa này 50 là 62, cái bữa này 67. Rồi ok, bây giờ anh em xem video đừng quên ở lại một like share ủng hộ cho anh em ơi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ lên đánh boss mặt sau. Ok.